Sở Tài chính vừa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo quyết định về phương án giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2022 dự kiến sẽ tăng cao so với mức hiện tại. Cháy lớn tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô là show kỷ niệm 19 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà phải dời địa điểm vì bị sập sân khấu. Kết quả phiên tòa phúc thẩm hai cựu công an quận Ô Môn đánh người tử vong. Từ câu chuyện tranh chấp đất đai đến những vụ thảm án gia đình thương tâm sẽ là vấn đề được đề cập trong chuyên mục Điều gì đang xảy ra hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tôi là Diễm Loan của Nóng 24 giờ và bạn dẫn của tôi Lan Nhi sẽ đồng hành cùng với quý vị xuyên suốt bản tin ngày hôm nay. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Sau đây sẽ là phần tin nóng với những thông tin mới nhất, nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua tại khu vực miền Tây và trên cả nước. Vào sáng sớm nay, triều cường đã bất ngờ dâng cao tại nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ. Đây được xem là đợt triều cường cao nhất ở Cần Thơ tính từ đầu mùa nước nổi đến nay. Dự báo trong những ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục lên nhanh và ở mức cao. Ghi nhận tại một số tuyến đường ở nội ô thành phố Cần Thơ như Trần Văn Hoài, 30 tháng 4, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt đã bị nước triều cường nhấn chìm. Trong đó có nhiều đoạn ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất vào ngày hôm qua ngày 27 tháng 9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,39m, sông Hậu tại Châu Đốc là 3,15m, trên báo động 1 0,15m. Mực nước cao nhất sáng nay ngày 28 tháng 9 trên sông Tiền tại Mỹ Thuận là 2,05m, trên báo động 3 0,25m. Trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,1m, trên báo động 3 0,2m. Tại Long Xuyên 2,59m, trên báo động 3 0,09m. Sông Sài Gòn tại Phú An 1,64m trên báo động 3, 0,14m. Trong 3 đến 4 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, có khả năng thành phố sẽ bị ngập sâu, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, Ủy ban Nhân dân các quận huyện khẩn trương rà soát các khu dân cư, các trường học ven sông, kênh rạch, tổ chức sơ tán dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, kiểm tra rà soát các tuyến bờ bao, đê bao, triển khai ngay các biện pháp phòng chống đuối nước trong mùa lũ, đảm bảo cho trẻ và học sinh đến trường. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong những ngày triều cường lên cao để kịp thời ứng phó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đang trả tiền nước hàng tháng theo đơn giá nước sinh hoạt tại quyết định 103 trên 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố trong 6 năm qua. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhiều lần đề xuất tăng giá nước sạch để cân đối chi phí phát triển mạng lưới cấp nước. Và Sở Tài chính vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự thảo quyết định về phương án giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2022. Theo phương án này, giá nước sạch tăng lũy tiến trong các năm tới với mức tăng từ 5 đến 6,6%. Ở đỉnh mức 4 mét khối đầu tiên, giá nước sạch dự kiến tăng lên 5.600 đồng một mét khối trong năm nay và tăng lên 6.700 đồng vào năm 2022. Đáng chú ý, khi sử dụng vượt đỉnh mức trên 6 mét khối, người dân phải trả tới 14.400 đồng một mét khối vào năm 2022. Đơn giá nước này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường theo quy định. Định mức sử dụng nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Sinh viên và người lao động có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên được hưởng định mức như người dân có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng sớm nay, hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại hội trường của Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi sẽ diễn ra live show kỷ niệm 19 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà. Vụ hỏa hoạn đã làm cho sân khấu đổ sập hoàn toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ để xử lý đám cháy. Theo một số người dân tại hiện trường, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 9, trong lúc đi tập thể dục, thì họ phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt. Đám cháy xảy ra tại hội trường tầng 3 với cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Cách xa hàng cây số có thể nhìn thấy khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau gọi báo lực lượng chức năng tới xử lý đám cháy. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.
Đến 8 giờ 40 phút ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục điều động thêm xe cứu hỏa và liên tục phun nước vào bên trong để tránh lửa bùng phát trở lại. Tại hiện trường cho thấy, phía trong sân khấu bị cháy rụi, lan cả xuống khu vực ghế ngồi, phần mái vòm sân khấu chính đổ sập, nhiều thiết bị cháy trơ khung sắt. Ngoài ra, nhiều thiết bị âm thanh dùng phục vụ cho show diễn của ca sĩ Quang Hà vào tối ngày 28 tháng 9 cũng bị thiêu rụi. Tới 11 giờ 10 phút cùng ngày, hiện trường cơ bản được làm mát, khói không còn bốc lên ở khu vực sân khấu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chập điện do công nhân thi công hoàn thiện sân khấu. Ngay sau sự việc xảy ra, đại diện ban tổ chức đã có thông tin trên Facebook để thông báo xin lỗi khán giả. Tôi là Huy, tôi là đạo diễn sân khấu của chương trình live show Quang Hà, không thể thay thế. Chương trình mà ekip đã dàn dựng rất mất thời gian, rất mất công sức, cực kỳ đầu tư về chất xám. Nhưng mà hôm nay thì đúng 5 giờ sáng, ekip của tôi nhận được tin là cung Việt Show đã bị cháy. Bây giờ tôi đang đứng ở trước cửa cung Việt Show, ở đây rất là nhiều cứu hỏa. Xin chân thành xin lỗi đến khán giả. Theo như được biết thì live show sẽ được hoãn lại và tổ chức phục vụ khán giả và một người khác. Mong khán giả hết sức thông cảm cho ekip và cho mọi người, cho Quang Cường Production. Xin cảm ơn. Được biết show diễn của ca sĩ Quang Hà đã được ban tổ chức chuyển địa điểm biểu diễn về khách sạn Marriott, diễn ra vào 2 giờ ngày 28 tháng 9. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, phiên tòa phúc thẩm hai bị cáo Bùi Đức Nghĩa, 32 tuổi và Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi, cùng là cựu công an viên trực thuộc Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về tội cố ý gây thương tích đã được diễn ra trong không khí rất gay cấn, bởi đây là vụ án khiến cho gia đình của nạn nhân cũng như công chúng vô cùng bức xúc. Trước phiên tòa phúc thẩm này, cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã chủ động bồi thường cho gia đình bị hại. Trong khi đó, phía bị hại lại yêu cầu tăng số tiền bồi thường, tăng án đối với hai cựu công an vì đã đánh con họ đến chết oan. Phiên tòa xét xử có kết luận ra sao? Mời quý vị cùng xem những ghi nhận của chúng tôi. Theo bản án sơ thẩm, ngày 9 tháng 8 năm 2018, Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn gồm có 8 cán bộ chiến sĩ. Trong đó có Nguyễn Tuấn Anh tham gia công tác đã phát hiện Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, điều khiển xe mô tô trong tình trạng chao đảo lạng lách, biểu hiện say xỉn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ, không đồng ý cho đo nồng độ cồn. Chỉ huy tổ đã mời anh Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở công an phường Phước Thới để lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi biên bản lập xong thì anh Hiếu không đồng ý ký tên vì cho rằng mình không vi phạm. Bị cáo Nghĩa lúc này đang trong ca trực đã cùng bị cáo Tuấn Anh có hành vi đánh đập khiến anh Hiếu trọng thương nặng. Sau khi được chuyển đến bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị, đến khoảng 3 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018, anh Hiếu tử vong. Trong phần xét hỏi, gia đình bị hại mang di ảnh của con trai vào phòng xét xử nhưng không được chủ tọa phiên tòa đồng ý. Sau đó họ đã có lời lẽ cự cãi gây náo loạn phiên tòa, khiến buổi xét xử phải tạm gác lại, buộc các cán bộ hỗ trợ tư pháp phải can thiệp. Hội đồng xét xử nhận định ở phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy hành vi của bị cáo Tuấn Anh và Nghĩa có tính chất côn đồ, riêng bị cáo Tuấn Anh đã thành khẩn khai báo nên tòa xem xét không tăng hình phạt với bị cáo, đồng thời chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại tăng hình phạt đối với bị cáo Nghĩa. Về đề nghị tăng mức bồi thường của phía bị hại là không phù hợp với quy định của pháp luật, bởi các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại. Trước đó, tòa sơ thẩm cũng đã xét hỏi bồi thường, ngày công lao động, tổn thất tinh thần, chi phí điều trị là phù hợp. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt bị cáo Nghĩa 9 năm tù, tuyên y án 8 năm tù đối với Tuấn Anh, đồng thời bắt tạm giam hai bị cáo ngay tại tòa. Xưa nay, theo truyền thống của người Việt Nam ta, đạo hiếu là đạo luôn được đặt lên hàng đầu. Phận làm con luôn phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ là điều hợp với lẽ luân thường. Nhưng không phải trong trường hợp nào cũng đúng đắn thưa quý vị. Vừa mới đây, một thanh niên vì bên cha mình bị người khác đánh, anh này đã nổi trận cuồng phong và ra tay chém người trọng thương, gây thương tích rất nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này. Cụ thể, đối tượng bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi can tội giết người là Phạm Văn Cường, 19 tuổi, ngụ ở khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 9, vì có mâu thuẫn từ trước, sau khi uống rượu, anh Sơn Hoàng Lai, 29 tuổi ở khóm 7, phường 8, đã đến nhà ông Phạm Văn Rô ở khóm 9, phường 7 cùng thành phố Trà Vinh nói chuyện, sau đó xảy ra ẩu đả. Sau khi Lai bỏ về, đối tượng Cường biết cha mình bị Lai đánh đã tức giận, lấy dao đi tìm Lai rồi chém liên tục, gây thương tích nhiều nơi và làm cho tay trái của Lai bị đứt gần như hoàn toàn. Người dân đã đưa Lai đi cấp cứu. Hiện tại, Lai được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Còn đối tượng Cường sau khi gây án đã cùng với gia đình đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh được phóng viên chúng tôi ghi nhận từ hiện trường một vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm vừa xảy ra vào sáng nay cũng tại tỉnh Vĩnh Long. Thưa quý vị, có thể nói là vụ tai nạn này đã khiến cho một gia đình phải lâm vào cảnh tan chồng tan, thưa quý vị. Vì hai mẹ con nạn nhân của vụ việc đã tử vong ngay trong lúc về quê dự đám tang của một người bà con. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình và người thân của các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 9, anh Nguyễn Vũ Luân, sinh năm 2003, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe máy biển số 67M145879 chở mẹ ruột là bà Châu Thị Mót, sinh năm 1975, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải biển số 63C06934 do tài xế Dương Hải Đăng, sinh năm 1973, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng, đang dừng bên đường. Cú tông mạnh đã khiến hai mẹ con ngã ra đường tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng hoàn toàn phần đầu. Theo người nhà nạn nhân cho biết, hai mẹ con anh Luân làm thuê ở Bình Dương, hôm nay về dự đám tang người bà con ở Hậu Giang, nhưng đi đến đây thì xảy ra tai nạn đau lòng. Hiện thi thể đã được công an bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Xung quanh những sự việc đáng tiếc về sự vô cảm hoặc những hành vi gây hại đến người khác, thì trong cuộc sống của chúng ta vẫn tồn tại rất nhiều những tấm gương về lòng tốt và sự lương thiện rất đáng được tuyên dương khen thưởng, thưa quý vị. Vừa mới đây, trong lúc chở sản phụ đi sinh, vì sản phụ có biểu hiện trở dạ, một nam tài xế đã nhanh trí tấp xe vào lề đường và cùng với người dân hỗ trợ sản phụ này vượt cạn thành công. Vâng, trong cùng tình huống này, đã từng có trường hợp tài xế lái xe bỏ rơi sản phụ giữa đường vì sợ xui xẻo. Chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh khá hồi hộp ghi nhận sự việc ngay sau đây. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9, anh Biển Thanh Hoa, tài xế taxi Mai Linh đến đón sản phụ Nguyễn Thị Quý cùng chồng ở nhà riêng tại ấp Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sinh con. Đi được nửa đường, chị Quý có dấu hiệu chuyển dạ, anh Hoa đã cho taxi tấp vào lề cùng với người thân và một số phụ nữ đi đường hỗ trợ sản phụ vượt cạn, sinh được một bé gái. Mẹ con chị Quý được anh Hoa tiếp tục đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc. Tại các cửa sông hay tại các ngã ba, ngã tư giao nhau giữa các tuyến sông đều được cơ quan chức năng lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm hay đèn tín hiệu giao thông. Nhưng người điều khiển phương tiện qua khu vực này thường bất chấp các biển cảnh báo, lưu thông theo kinh nghiệm là chính, nên thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông. Ngay cái ngã ba sông này, tôi thường chứng kiến cái cảnh mà ghe cổ lớn, ghe cát, xà lan đi ngang qua không giảm tốc độ, ảnh hưởng tới một số ghe nhỏ, phương tiện nhỏ. Thành ra tôi cũng đề nghị mấy cái ghe lớn mà có chạy ngang đây, xà lan chạy ngang đây, giảm tốc độ để không có xảy ra cái tai nạn đáng tiếc khi mà mình không có xử lý được cái tình huống để ảnh hưởng tới các phương tiện nhỏ. Điển hình là vào khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 9, ghe chở trấu do anh Lê Ngọc Nhanh, 48 tuổi điều khiển chở theo người đi công là anh Võ Thành Mong, 52 tuổi. Cả hai cùng ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, lưu thông từ hướng cầu Đôi, huyện Long Hồ đi thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Khi đến ngã ba giao nhau giữa sông gần cầu Lộ và cầu Kinh Cục, đoạn giáp ranh giữa phường 1, phường 2 và phường 3 thành phố Vĩnh Long thì bị xà lan chở cát chạy với tốc độ nhanh và va chạm vào phần lái, làm ghe trấu bị chìm. Rất may vụ va chạm giao thông trên không gây thiệt hại về người. Ghe tôi trong cầu Đôi đi ra nước ngược. Rồi ở ngoài xà lan nó chạy tốc độ nó cũng cao đó, nó qua cầu, nó có chớn đó, nó qua cầu nó ôm cua đó. Rồi cái chớn nó mạnh quá đó, nó mới tấp vô cái chiếc ghe chấu, tấp vô cái lái thì nó mới chìm cái lái. Chìm cái lái trước rồi tôi mới chạy lại trước mũi, là tôi mới lấy dây đó, nó quăng lên bờ, mới phóng lên bờ buộc. Là cái lái nó chìm rồi. Lúc nào ở trên đoạn sông nó cũng có mấy những cảnh báo nguy hiểm. Ví dụ ban đêm là mình chớp đèn. Nếu ban ngày là phải rút còi. Nếu mà hai phương tiện mà có còi nhau thì đáp trả lại bằng còi. Theo tôi thì đi giao nhau những cầu nước xoáy là rất là thận trọng và lên cảnh báo cao. Có một người ở phía trước tàu, người trước tàu quan sát hai bên coi nếu mà không có tàu nào mà ngược chiều của mình á thì mình nên phát ra cho thuyền trưởng phía sau chạy tới tăng tốc hoặc giảm tốc tùy theo mà địa hình ở tại nơi đó. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông của lực lượng công an, thì người dân cần tuân thủ quy định điều khiển các phương tiện thủy nội địa nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn sông nước tại các cửa sông, nơi giao giữa các tuyến sông trên địa bàn. Nên là cuối tuần rồi và cô biết Diệm Loan đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa? Thật ra thì Loan cũng định lên kế hoạch để đi xa một tí, bởi vì
Có lẽ là quý vị cũng biết, không khí ở Sài Gòn mình trong những ngày vừa qua thì khá là ô nhiễm. Đi xa để có thể hít thở không khí trong lành một chút. Nhưng mà Lan Nhi cũng biết rồi đó, công việc của chúng ta thì khá là bận rộn. Thật ra sẽ không có nhiều thời gian để có thể đi xa. Vậy thì Lan Nhi sẽ mách nhỏ cho Diễm Loan và quý vị một địa chỉ lý tưởng để cùng gia đình mình đến tham quan, mà chỉ cách trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 20 km thôi. Đó chính là Hồ Sen Tam Đa, vô cùng rộng và hiện đang thu hút được đông đảo mọi người. Và xin mời Diễm Loan và quý vị cùng xem qua những hình ảnh này nha. Mái nhà tranh nằm giữa đầm sen rộng lớn, những chiếc cầu cây nhỏ xinh và những chiếc xuồng ba lá bình dị lướt qua lòng hồ, nơi hàng ngàn bông hoa sen đang nở, bình dị đơn sơ. Hồ Sen Tam Đa mang đậm nét đặc trưng của vùng quê Việt Nam, khiến bất cứ ai đặt chân đến nơi đây đều xao xuyến. Cảm giác rất là thoải mái với một vùng quê thu nhỏ. Thật chắc là quê mình miền Tây nên rất là thích khi đến đây. Khi mà mình đến đây thì cái cảnh vật làm cho mình rất là nhớ. Theo chủ đầm sen còn cho biết, thời gian đẹp nhất để ngắm và chụp hoa là khoảng từ 5 đến 9 giờ sáng. Vì lúc này ánh nắng không quá gắt, sen sẽ nở dần và cánh sen nở đều trông đẹp hơn và sẽ có phí là 30.000 đồng một người. Mỗi ngày được đón tiếp nhiều lượt khách với chủ đầm sen nơi đây chính là một niềm vui. Một ngày lượt khách ra vào du lịch thì ngày thường này thì khoảng 50, còn ngày thứ bảy chủ nhật lễ thì đông hơn. Du khách đến thì mình rất là vui, rất tiếp khách là đồng hồ. Thí dụ như đi bức một hai chục bông sen cho khách chụp hình mình cảm thấy vui. Thì trong tương lai tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm y như là cảnh này, chứ đưa cái hiện đại thực tế vô nó không có hay bằng cái vẻ đẹp của quê. Thời gian gần đây, địa điểm này thu hút giới trẻ tham quan bởi không chỉ ngắm cảnh đẹp, sự bình yên giản dị của một không gian thôn quê bên cạnh thành phố nhộn nhịp sẽ giúp nhiều người giải tỏa căng thẳng, cảm thấy thư thái hơn. Thưa quý vị, lùi xe ô tô được xem là một trong số các kỹ năng quan trọng, vì nếu như không biết cách cũng như là lùi theo một cái mức độ không đúng thì sẽ gây nguy hiểm cho chính người cầm lái và cho cả những người đang lưu thông trên đường. Và mới đây thì trên tuyến quốc lộ 48C, thị xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, chỉ vì lùi xe bất cẩn, một tài xế đã vô tình làm sập cả nhà dân. Hình ảnh ghi nhận trước một cửa hàng tạp hóa đang yên đang lành thì bỗng nhiên đổ sập xuống. Còn đây, một góc nhìn khác của camera thì ra nguyên nhân xuất phát từ một chiếc xe tải chở đá mang biển kiểm soát 37C03815, chưa rõ danh tính tài xế. Trong lúc lùi, phần bánh xe làm sập mương nước dẫn tới xe bị nghiêng. Lúc này đá trên xe ồ ạt đổ xuống làm sập phần trước của tiệm tạp hóa. May mắn không có thương vong về người. Thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói, thủ đoạn của bọn tội phạm này ngày càng táo tợn, đòi hỏi người dân cần phải nâng cao cảnh giác. Đúng là như vậy, camera nóng vừa ghi nhận một cảnh tượng cướp xe táo tợn ở giữa ban ngày. Mặc dù bị nhiều người phát hiện và ngăn cản, nhưng bọn chúng không những không bỏ chạy mà thậm chí còn cầm cả hung khí chống trả quyết liệt. Vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hai tên cướp xe máy bị người dân phát hiện, nhưng do chúng cầm theo dao đâm vào người nạn nhân rất manh động nên người dân không dám khống chế, chỉ có thể lấy đá chọi liên tục vào hai tên cướp. Tuy nhiên sau cùng vẫn không thể ngăn cản vụ việc, bọn chúng đã tẩu thoát. Tiếp theo cũng là một vụ trộm, nhưng là trộm xe điện. Hai tên đạo chích đã cố dàn cảnh để hành nghề, thế nhưng do phối hợp thiếu ăn ý nên hành động của chúng khiến nhiều người phải bật cười. Theo người chia sẻ, hai thanh niên đi xe máy thấy chiếc xe điện để ngoài vỉa hè có che đậy cẩn thận. Tên cầm lái mặc đồng phục của một hãng xe ôm công nghệ giả vờ đổ xe đợi khách, tên ngồi sau ngó nghiêng xung quanh. Vì chiếc xe bị khóa, không mở được, hai tên liền nảy ra ý định bê nguyên chiếc xe điện đi. Do chiếc xe khá nặng nên hai tên trộm ra sức nâng lên yên rồi nhanh chóng tẩu thoát, tên ngồi sau thậm chí còn chưa ngồi lên xe. Chỉ được nhớ đến với cái tên Ngọc Nữ màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống đẹp như là mơ của cô với người chồng đại gia Louis Nguyễn.
Cô được ví như là nàng lọ lem ngoài đời thực. Dĩ nhiên, để có được hạnh phúc và thành công như hiện tại, cô đã không ngừng nỗ lực hết mình. Ở Hà Tăng hội tụ cả thanh và sắc, tài năng thượng thừa, nhan sắc thuộc dạng mỹ nhân hàng đầu của showbiz Việt. Thành công trong sự nghiệp, viên mãn trong hạnh phúc hôn nhân, ngọc nữ họ Tăng là thước đo để nhiều cô gái so sánh và phấn đấu. Mới đây, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh hạnh phúc bên cạnh ông xã Lôi Nguyễn nhân kỷ niệm 10 năm bên nhau. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà viết: "Ngày mới biết nhau da còn căng bóng, bây giờ hai đứa có nếp nhăn hết rồi, để kỷ niệm chặng đường 10 năm tình yêu của mình và chồng." Trong ảnh, hai vợ chồng nữ diễn viên nắm tay tình tứ, gương mặt thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết như Đỗ Mạnh Cường, Hà Kiều Anh, Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãi để lại bình luận chúc mừng. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai xuất hiện cùng nhau vào năm 2009, sau đó chính thức kết hôn vào tháng 11 năm 2012. Hiện cặp đôi đã có với nhau một bé trai, một bé gái và được xem là một trong những gia đình viên mãn hạnh phúc nhất showbiz Việt. Với giọng hát truyền cảm ấm áp và là một trong những thế hệ ca sĩ 8X đình đám vào những năm 2000 với hàng loạt những bản hit được yêu mến đến tận ngày hôm nay như Trái tim anh thuộc về em, Ân tình đánh mất đã đưa ca sĩ Lâm Vũ đến với đông đảo khán giả yêu mến. Sau thời gian dài im ắng, nam ca sĩ tiết lộ sẽ trở lại đường đua với dự án âm nhạc tâm huyết nhất trong sự nghiệp. Đó là dự án gì? Mời quý khán giả cùng gặp gỡ với nam ca sĩ ngay sau đây. Trong một sự kiện cá nhân mới đây, Lâm Vũ đã hội ngộ cùng đông đảo nghệ sĩ thân thiết như MC Cát Tường, Phương Linh Jolie, Nam Cường, Uyên Trang, Hồ Việt Trung. Nam ca sĩ hào hứng tiết lộ về dự án âm nhạc được anh ấp ủ nhiều năm nay và sẽ chính thức giới thiệu cùng người hâm mộ trong cuối năm nay. Chuẩn bị Vũ sẽ làm một cái show lớn, quay hình một cái show lớn. Một cái show này thì chắc chắn quay sân khấu mà chắc chắn từ xưa giờ chưa ai làm, thì Vũ sẽ cho ra mắt cái show này. Chắc chắn là những người mà yêu thương Vũ trong thời gian qua, những người fan của Vũ chắc chắn người ta sẽ ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của Vũ, người ta sẽ đợi những sản phẩm chính thức của Vũ. Nhưng mà những người mà chưa nghe những sản phẩm âm nhạc của Vũ thì mong rằng mọi người sẽ tìm tới âm nhạc, sản phẩm của Vũ và Vũ sẽ đem lại những cái gì giá trị thật và tốt nhất cho tất cả mọi người yêu âm nhạc. Nói về kỳ vọng với sản phẩm sắp ra mắt, Lâm Vũ hy vọng nhất là sự đón nhận và yêu mến của người hâm mộ như chính tình cảm mà khán giả đã dành cho anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này vào ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Long An để theo dõi những thông tin nổi bật diễn ra ở khu vực miền Tây và cả nước.